chẳng hạn như mọi người cắm mic vô, mọi người thấy giọng mà mình mà nó hơi thiếu bass một xíu, hơi thiếu trầm một xíu, muốn thêm trầm một xíu thì mọi người tăng bass lên một xíu. Còn nếu mà mọi người thấy cái giọng mình nó chưa trong, chưa sáng, ví dụ như những cái chép nó chưa nghe, chưa đã thì mọi người tăng lên xíu. Nhưng mà ở trong phòng á, nếu mà mọi người ở trong phòng kín. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Mình là Khánh. Hôm nay sẽ phải làm một clip theo yêu cầu của rất là nhiều khách hàng đã gọi điện đến rồi cũng đến showroom hỏi thăm Thiên Vũ rất là nhiều, đó là hướng dẫn sử dụng lại cái sản phẩm ra mắt rất là lâu rồi, đó là sản phẩm Voice Pro. Sản phẩm Voice Pro này thì đã được ra mắt từ năm 2018 rồi nha. Hiện tại đến nay đã được 4 năm rồi. Nhưng mà độ hot của em nó thì thật sự là cũng vẫn rất là gọi là hot hòn hòn mấy bạn ạ. Thì con này là mình cũng mua từ năm 2018 rồi nè. Thì mọi người có thể thấy là rớt luôn nút ra rồi nè. Rồi chảy xước tùm lum rồi. Nhưng mà hoạt động vẫn rất là ngon nha. Thì cái clip này á, mình sẽ chia sẻ cho mọi người để đầu tiên á, là sẽ hướng đến là những khách hàng mà đã mua sản phẩm này, đã có sản phẩm này rồi nhưng mà lâu lâu quên cách sử dụng. Thứ hai là với những khách hàng nào mới mua sản phẩm này nhưng mà chưa có hành lắm về cái việc sử dụng á, thì mình cũng muốn chia sẻ thêm. Đó, bắt đầu thôi. Khi mà mọi người lật cái mặt sau của loa á, thì mọi người sẽ thấy đầu tiên nhá, sẽ thấy hai cái đường input đầu vào nè. Cái đường input này tức là khi mọi người có thể cắm được bất cứ cái nguồn nhạc hay là micro hay là cắm nhạc cụ ở đây đều hợp hết nha. Và mọi người lưu ý cho mình một chỗ này là cái đường này á, nó đều cắm, nó cắm được cả jack 6 ly với jack Canon nha. Để mình cắm cho mấy mọi người coi. Đây, cái jack này, đây là jack 6 ly ha. Cắm vô. Được ha. Rồi. Đây là jack Canon. Thì mọi người thì thường thì khách hàng hay hỏi là tại sao cái jack này làm sao nó cắm được các Canon. Thì mọi người để ý giùm mình nè, nó có ba cái lỗ nhỏ nè. Thì mình trong mình nhìn trong đây nó cũng có ba cái chân tương tự như vậy. Thì mình cắm nó vô là xong. Đó. Vậy là jack, coi như là jack này vừa cắm được 6 ly vừa cắm được Canon nha mọi người. Trên một cái đường như thế này á, nó sẽ bạn có 4 nút điều khiển tương ứng với reverb nè, bass nè, treble nè và volume nè. Đó. Thì mọi người cắm thiết bị hay là nguồn nhạc hay nhạc cụ vô một trong hai cổng này thì mọi người điều chỉnh các nút trên này. Cắm vô đây thì chỉnh trên đây, cắm dưới này thì chỉnh dưới này ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói về nút reverb. Thì đầu tiên hãy sơ qua một xíu, reverb là gì? Reverb là cái tiếng vang á mọi người. Cái tiếng vang đây giống kiểu như là mình vô một cái căn phòng á mà nó không có đồ đạc gì hết trơn á, một cái phòng trống. Mình nói lên á, nó sẽ ra một cái tiếng vang. Thì cái tiếng đó gọi là tiếng reverb. Giống hoặc là giống như nếu mà mọi người vô phòng vệ sinh cũng vậy thôi, phòng vệ sinh mà mọi người nói, mọi người hát á thì nó sẽ có cái tiếng đuôi theo á, thì tiếng đó là tiếng reverb á. Thì cái tiếng reverb này á, nếu mà mọi người cắm micro vô á thì cái tiếng reverb này nếu mà mọi người ở trong nhà chơi nè, mở loa trong nhà nè, thì cái reverb này á, mọi người nếu mà cái phòng mình bị vang á thì mọi người giảm chút xíu cho mình. Được, đây là coi như mình đây là 12 giờ nha, thì mình giảm xuống 10 giờ giùm ha. Đó, nhà mình vang thì nó có độ vang sẵn rồi thì mình không cần để cái reverb này quá nhiều. Tuy nhiên khi mình ra ngoài trời á, nó không có tiếng, coi như là không có tiếng reverb á, thì mình tăng cái reverb lên một xíu cho hát nhẹ nhàng hơn xíu. Đó. Còn nếu mà mình cắm nhạc cụ vô á thì tùy loại nhạc cụ sẽ cần reverb hay là không nha. Thường ví dụ như guitar hay là trống, mà trống snare, trống gì á thì cần reverb một xíu, còn có các loại thiết bị, các loại nhạc cụ khác thì không cần. Đó, thì cái này tùy loại nhạc cụ, mọi người có thể cân tùy cân chỉnh cái này. Thứ hai nữa là hai nút bass treble này. Cái nút bass treble này, bass là cái tâm trầm mà treble là cái âm sáng. Thì chẳng hạn như mọi người cắm mic vô, mọi người thấy giọng mà mình mà nó hơi thiếu bass một xíu, hơi thiếu trầm một xíu, muốn thêm trầm một xíu thì mọi người tăng bass lên một xíu. Còn nếu mà mọi người thấy cái giọng mình nó chưa trong, chưa sáng, ví dụ như những cái chép nó chưa nghe, chưa đã thì mọi người tăng lên xíu. Nhưng mà ở trong phòng á, nếu mà mọi người ở trong phòng kính nhỏ á, thì cái chép này hạn chế tăng quá nhiều nha. Tăng như vậy là ok rồi, tăng nhiều quá nhiều khi nó hút. Đó, thì cái này mọi người để ý cho mình. Còn cái nút này là nút volume thôi, volume lớn nhỏ thôi ha. Còn cái đèn này là cái đèn tín hiệu nè, khi có tín hiệu vô á thì nó báo đèn xanh, còn mà khi mà nó limited á thì nó sẽ báo đèn đỏ. Thì cái này xíu nữa mình sẽ
mở cho mọi người coi thế nào là lúc mà đèn xanh lúc mà đèn đỏ ha. Rồi tiếp đến là cái nút này, cái nút này là cái nút gạt tôn mát này. Cái nút ở này á, thì nó sẽ gạt cho cái ngõ ở trên, và cái nút dưới này thì nó gạt cho ngõ này. Thì mọi người để ý giùm mình là khi nếu mà mọi người xài mic có dây để mọi người phát biểu á, thì mọi người gạt qua cái hình micro giùm mình ha. Mọi người để ý nghe kỹ nha, là khi mọi người dùng micro có dây để phát biểu nói chuyện thì mọi người gạt qua phần mic giùm mình. Khi mọi người xài guitar, mọi người gạt qua giữa giùm mình. Còn khi mọi người xài cái mic sau mic E1 bên mình á, xài cái mic echo á, thì mọi người gạt off giùm mình ha. Mọi người xài mic echo mà mọi người sạc qua một trong hai chỗ này á là nó hú ghê lắm á. Tại vì cái dãy EQ của cái micro với cái đàn này nó khác so với con mic echo của mình, nên là gạt qua đây là nó hú dữ lắm, nên là mọi người gạt off giùm mình ha. Đó, thì tương tự phần dưới cũng tương tự như vậy thôi. Dưới này á là tín hiệu nhạc nè, nó cho tín hiệu nhạc hoặc là tín hiệu đầu vào nè. Nó sẽ cắm qua đường 3.5 nè, hoặc là qua Bluetooth nè. Bluetooth này thì khi mà mình mới về mình xài á, thì mọi người cứ giữ đè cái nút Bluetooth này cho mình, đè tầm khoảng 3 giây nó chớp đèn trắng lên là đang dò thiết bị á, thì mình kết nối vô thôi là xong. Rồi cái núm này là cái núm volume thôi, cái núm volume của cái cho cái đường line này thôi. Có nghĩa là mình cứ nhìn theo cái đường line này nè. Có nghĩa là cái núm volume này nó sẽ tác động cho từng cái volume này, thì cho thằng này, volume này cho thằng này, vậy thôi. Nó cũng đơn giản dễ mọi người ạ. Cái đèn này cũng tương tự, đèn này cũng là báo tín hiệu và báo limit tiếp nhau mọi người ha. Đó. Rồi, dưới này nữa, dưới này là cái đường layout. Ngõ này là ngõ sau ly nha, đường layout này tức là sao? Có nghĩa là đường out tín hiệu ra ngoài. Ví dụ như mọi người cắm thêm một cái loa S1R nữa đi, thì mọi người sẽ cắm từ layout của cái con này qua đường input của cái con kia là xong. Hoặc là nếu mọi người cắm thêm sub á, thì mọi người cắm từ layout này qua cái con sub đó là xong. Mọi người nhớ giùm mình nha, layout là tín hiệu ra nha. Đó, còn cái ngõ switch này là cái ngõ mà để update cái firmware cho cái máy nè. Thì cái này khi mà mọi người muốn kết nối hai loa lại với nhau mà không dây á, thì mọi người phải upgrade firmware lên và cài trên cái này. Thì cái này lúc này anh Vũ đã có hướng dẫn rồi, thì mình không có nói lại nữa. Đó. Còn này là nguồn thôi. À, còn cái nút nguồn này nữa, mọi người để ý mình nút cái nút nguồn này nha. Nút nguồn này, công tắc nguồn này nó có 3 khắc nha. Khắc dưới cùng này là để sạc nhanh nè. Khi mọi người không có xài đến mọi người sạc á, thì mọi người gạt xuống dưới cùng của mình là sạc nhanh nha. Cái để chính giữa này là off. Nếu đang xài không muốn xài nữa để off. Off tạm thời á. Để ngang vậy. Còn khi nào on lên thì gạt lên trên là on. Đó, bật lên nè, on này nè, thấy không? Rồi xong. Thì nếu mà mọi người muốn vừa xài vừa sạc á, thì mọi người cứ on giùm mình lên này, rồi mình cắm điện vô đây mình xài thôi ha. Thì lúc đó nó sẽ vừa xài nó vừa sạc. Tuy nhiên là mọi người đừng có lạm dụng cái này quá. Cái loa này nó, cái pin của nó cũng tương tự như pin điện thoại mình thôi. Thì vừa xài vừa sạc một thời gian á, nó sẽ bị chai pin. Vừa rồi thì mình vừa mới hướng dẫn lại mọi người cách sử dụng cái loa Bose Pro này. Và tiếp tới đây thì mình sẽ có một vài lưu ý cho mọi người trong quá trình sử dụng loa. Thì mọi người tiếp tục ha. Mọi người ơi, mọi người xài á, mọi người đừng nghĩ như vậy là mắc volume của loa nha. Vặn như vậy không phải là mắc volume của loa đâu nha. Bởi vì khi mắc volume của loa, mắc gọi là tối đa công suất của loa, nó sẽ phụ thuộc vào mình cắm cái gì vô đây. Chẳng hạn như khi mình cắm con mic sau mic E1 này nè, mà vô đường này á, thì mình vặn lên cỡ dày thôi là hết volume rồi. Tối đa luôn, cái đèn này nó sẽ chớp đỏ luôn, rất là lớn luôn. Nhưng mà nếu mà mình thay cái đó bằng cái con SE58 như vậy, thì nhiều khi mình phải vặn lên đến 3 giờ, 6 giờ luôn, 4 giờ luôn như vậy nó mới tối đa được công suất. Đó, thì cái này thì mọi người để ý giùm mình, quan trọng mọi người đừng có để ý mình vặn đến đâu, mà mọi người phải chú ý đèn giùm mình ha. Đèn đỏ là hết công suất. Đó. Tương tự với cái giày thôi, tương tự với cái dưới này, thì khi mọi người mà bắt Bluetooth á, bằng cái điện thoại mà điện thoại iPhone á, iPhone nó sẽ cái nguồn nhạc, cái nguồn phát của nó rất là lớn, nên nhiều khi á, mọi người mắc volume trên cái điện thoại, xong mọi người nhích xíu này thôi nè là nó tối đa công suất rồi.
Nhưng mà nếu mọi người xài bằng các điện thoại khác mà chất lượng nhạc âm thanh nó ra thấp hơn thì nhiều khi mọi người phải tăng cỡ này hoặc cỡ này thì nó mới ra tối đa được. Đó, nó sẽ tùy thuộc vào nguồn phát nha. Thì khi mà cái này đèn đỏ thì nó đang quá công suất nha, thì mọi người để ý dùm mình là đừng có để nó đứng cái đèn đỏ này luôn. Lâu lâu nó chớp một cái thì được, nhưng mà đừng có để nó đứng đèn này nha. Bởi vì khi mà nó đứng đèn này á, thì nói chung là mọi người hạn chế đến mức tối đa nó có hiển thị lên cái đèn đỏ này. Bởi vì khi nó đã hiển thị đèn đỏ rồi, tức là nó đang quá công suất rồi, và nó sẽ cắt cái tiếng âm thanh của mình đi, và cái tiếng âm thanh nó sẽ méo, nó sẽ không hay đâu. Nên mọi người để ý cho mình, đừng để ra cái đèn đỏ ha. Rồi cuối cùng nữa, mọi người lưu ý này cho mình. Thật ra cái loa nào cũng giống nhau thôi, chứ không phải riêng bố một rồ. Nhưng cái này là mình lưu ý chung cho tất cả những cái loa ATI luôn. Là vì loa ATI nó có một cái công suất bên trong loa nó có giới hạn rồi, và nó có mạch bảo vệ loa nên nó sẽ có limit này này. Thì công suất của loa chẳng hạn như là có như con này, ví dụ con này đi là 120W, thì khi mình chỉ mở nhạc không thôi á thì mình sẽ mở coi như ví dụ công suất của loa là 100% đi, thì 100% công suất của loa nó sẽ ra nhạc hết nếu mình chỉ mở nhạc. Nhưng khi bắt đầu mình cắm micro vô rồi mình để mình hát karaoke á, thì bắt buộc cái phần nhạc này mình phải giảm nó xuống để nó đưa phần micro vô. Đó, chẳng hạn bình thường như là 50% nhạc hoặc là 50% mic, chứ không phải là mọi người để này mình người thấy nhạc ok lớn rồi ok mọi người cắm thêm mic mọi người cũng vặn thêm này nữa, là chắc chắn loa nó không có xin thêm công suất nữa cho mọi người. Công suất của loa nó có giới hạn thôi. Khi mà dồn hết cho nhạc thì nó rất là lớn, nhưng mà đã mốt mic vô rồi á thì phải giảm nhạc đi và cho mic vô. Đó, thì mọi người lưu ý cái này cho mình ha. Nên là khi nếu mọi người đi mua hàng, mọi người test loa, thật ra cái loa nào cũng vậy á. Bật nhạc không thì nó rất là to, nhưng mà khi hát vừa nhạc á thì nó sẽ phải giảm tiếng nhạc lại xíu, nó phải giảm lại xíu, chứ nó không phải to được như vậy đâu. Đó. Vừa rồi mình vừa chia sẻ cách sử dụng cái loa USB này, và cũng như một vài lưu ý nhỏ khi sử dụng loa. Thì nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người cho mình một like, một share, subscribe để mình có nhiều động lực hơn để làm các clip tiếp theo. Còn nếu mọi người có thắc mắc gì thêm á, thì mọi người có thể đặt câu hỏi phía dưới, mình sẽ trả lời đầy đủ cho mọi người hết ha. Còn mọi người thắc mắc thêm hoặc là muốn tư vấn thêm ở sản phẩm khác thì mọi người đến ngay showroom của thành phố tại 779 Trần Đạo 115, hoặc là gọi đến số hotline mình để phía dưới này. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người đến tiếp theo.